cũng là những câu chuyện tưởng chỉ có trên màn ảnh nhỏ. Đó là việc phạm nhân ở trong tù vẫn có thể điều hành đường dây lừa đảo 115 tấn thép. Hay chuyện một người phụ nữ tự bỏ tiền ra thuê người đóng giả cha mẹ, họ hàng, tổ chức lễ cưới sặc mùi tiền. Nhưng tất cả chỉ là bước đầu tiên cho những cú lừa thế kỷ. Theo cáo trạng, mặc dù là người đang chấp hành án tại trại giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng Lê Văn Thiết, 35 tuổi, trú Bắc Giang, vẫn sử dụng điện thoại di động liên lạc ra bên ngoài câu kết với Vũ Văn Lâm và Vũ Thị Duyên cùng bàn bạc đưa ra thông tin gian dối. Các đối tượng câu kết giả làm nhân viên công ty vận chuyển để nhận chở thuê lô hàng sắt thép của người đàn ông có tên viết tắt là Ếch. Thiết và Lâm nói dối mình là chủ hàng để thuê các lái xe tải vận chuyển rồi chiếm đoạt bán lại cho người khác lô sắt thép hơn 115 tấn với trị giá hơn 2 tỷ 500 triệu đồng. Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt Thiết 18 năm tù. Một vụ khác ly kỳ không kém là Đỗ Thị Yến Ly, 36 tuổi, trú Hưng Yên, lừa đảo nhà chồng. Từ khi quen người yêu, Ly giới thiệu mình tên Đỗ Yến Nhi, gia đình thuộc dạng hào môn. Ly còn bỏ ra 100 triệu đồng để thuê người đóng giả cha mẹ, họ hàng, chi phí đi lại trong quá trình tổ chức đám cưới, và còn mượn cả sổ đỏ, sổ hồng và 9 cây vàng giả đưa cho các diễn viên để trao cho vợ chồng mình tại tiệc như để củng cố thêm niềm tin về sự giàu có của đàn gái. Từ đó, cô nhiều lần mượn tiền và chiếm đoạt của nhà chồng hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Ly bị tòa tuyên án 16 năm tù vì các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan tổ chức. 9 cây vàng giả, cha mẹ, họ hàng cũng giả. Đến cả cái tên Đỗ Yến Nhi cũng là nghĩ dội đặt bừa. Kịch bản chu toàn đến vậy thì nạn nhân khó thoát được chiếc bẫy lừa. Gần đây nhất, cái tên Tina Dương hay còn được biết đến là Anna Bắc Giang cũng khiến dư luận ngỡ ngàng. Sự việc bắt nguồn từ bài đăng tố cáo bị Tina Dương lừa đảo gia đình nhà chồng hơn 17 tỷ đồng. Theo lời kể của người này, Tina Dương xây dựng kịch bản hoàn hảo thành người có học thức, địa vị, sống sang chảnh, cha làm FBI, giả mang thai để tiếp cận và kết hôn. Trong đám cưới, cô còn thuê người giả làm cha mẹ và hàng trăm quan khách đến dự như thật. Những chiêu thức đưa con mồi vào bẫy của cô gái này khiến dân tình khó hiểu, đến nỗi cụm từ thao túng tâm lý được đặt ra và trở nên phổ biến. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận sau đó mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ninh Thị Vân Anh, biệt danh Tina Dương, và tuyên phạt bị cáo 11 năm tù với hai tội danh: lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, tháng 1 năm ngoái, Vân Anh liên hệ thuê ô tô tự lái của một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và yêu cầu giao xe tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, khi hết hạn hợp đồng thuê, công ty này liên hệ cô trả xe và tiền thuê 2 tháng còn lại. Nhưng người phụ nữ trốn tránh, đặt làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô rồi đem ra Ninh Bình để bán. Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trước đó tuyên phạt một bị cáo Vũ Văn Khương mức án 20 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, người phụ nữ có tên viết tắt là N gửi đơn tố cáo việc quen biết Khương qua mạng xã hội Tinder. Người đàn ông này giới thiệu mình là đại tá hải quân vùng 2, đóng quân tại Vũng Tàu. Sau khi đưa chị này về ra mắt gia đình, đối tượng lấy 400 triệu đồng của người tình với lý do dùng mua lô đất ở Bãi Sao, thành phố Vũng Tàu để xây dựng tổ ấm cho cả hai, nhưng thực chất là chiếm đoạt. Cảnh sát còn phát hiện Khương giả danh đại tá hải quân lừa thêm hai nạn nhân khác chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Trước tòa, bị cáo nói rằng không lừa đảo do bị cáo đẹp trai, cao ráo nên các bị hại chủ động theo đuổi, tự nguyện đưa tiền.